Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt xương, hoại thư, thậm chí có thể gây tử vong. Bệnh đái tháo đường là một cái triệu chứng của rối loạn tăng glucose trong máu mãn tính và gây nên. Bệnh tiểu đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao. Trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Insuvita được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên như tinh bột nghệ, bột hải sơn, đậu tương, đậu xanh, bột sữa gầy, bột hải sâm, lên men công nghệ sinh học, không sử dụng hóa chất, phẩm màu, chất bảo quản. Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, tốt cho các trường hợp huyết áp cao, người ăn kiêng, mắc bệnh tiểu đường, đau dạ dày, người gầy yếu mệt mỏi. Thực phẩm chức năng Insuvita hỗ trợ cho người bị đái tháo đường, tiền đái tháo đường. Thực phẩm chức năng Insuvita cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, tốt cho các trường hợp huyết áp cao, người ăn kiêng, người mắc bệnh tiểu đường, đau dạ dày, người gầy yếu mệt mỏi. Insuvita, dinh dưỡng giải pháp cho người bệnh đái tháo đường. Mỗi một ngày tôi dùng 2 gói vào bữa sáng và bữa chiều. Thế rồi đến tháng thứ 2 là tôi bớt đi 50% cái thuốc tây và tôi dùng nguyên cái sản phẩm Insuvita này. Buổi sáng tôi uống một gói và trước khi đi ngủ tôi uống một gói. Cùng với tập luyện, cùng với ăn kiêng thì nói chung là cái lượng đường của tôi cho nó ổn định. Tôi cảm thấy là tinh thần nó thoải mái, sảng khoái. Insuvita vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa ổn định đường huyết cho người bệnh đái tháo đường. Sản phẩm dành cho người trưởng thành bị bệnh tiểu đường, bị suy nhược cơ thể, đau dạ dày, sau phẫu thuật, sau ốm, ăn kiêng. Insuvita là một sản phẩm mà tôi đánh giá rất cao, bởi vì Insuvita là một sản phẩm mà được có 4 thành phần rất cơ bản: đậu xanh, đậu tương, nghệ và địa biển. Thế thì trong đó là đều được sản xuất theo công nghệ vi sinh lên men, thì nó có tác dụng rất tốt, không những nó ngăn ngừa được làm giảm cái nồng độ đường huyết mà nó còn kích thích phát triển các tế bào sản xuất insulin, và cái thứ ba là nó có tác dụng làm giảm cholesterol. Insuvita là sản phẩm được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên gần gũi với người dân, từ những nguyên liệu tự nhiên qua quá trình chiết xuất chân không, sau đó được lên men bằng công nghệ vi sinh. Insuvita không có chất bảo quản, phụ gia, hóa dược, cực kỳ an toàn với người sử dụng. Công ty cổ phần phát triển quốc tế Úc Việt còn được sự chỉ đạo và cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức xét nghiệm đường máu cho cộng đồng người Việt. Insuvita mang nỗi lo đi xa.